Vâng, xin chào chú cô anh em. Em là Hoàng Phương ống nhòm đây. Nên em Phương ống nhòm sẽ nên cho anh em thử ong. Và anh em bảo em là nên các mẫu ống nhòm tầm khoảng phân lúc tầm khoảng từ 5 triệu đổ lên, 5 triệu đến 20 mấy triệu nhưng mà giá ít các bác nhá. Em là số Hoàng Phương, em có về được anh em cứ bảo là 17 về chưa? Thì nay 17 em về được số lượng là 30 chiếc. Em có mang một thùng ra là 10 chiếc anh em nhá, một thùng là 10 chiếc cho anh em xem qua này. Đây là một thùng ly công Molok 17 142 anh em này, 142 cho anh em thử ong nhá. Và những mẫu B7 thì em cũng vẫn là sẵn nhiều anh em thử ong ạ. Đây anh em này. Em yên tâm cho em cả những con phiên bản EK hai vạch vàng và những con phiên bản dai em cũng rất là nhiều. Nay em Phương sẽ quay review chi tiết qua hết để cho anh em xem qua. Em Phương sẽ báo giá hợp lý cho anh em thử ong luôn các bác nhá. Và những chiếc B7 14 Bostep B7 142 em cũng rất là nhiều anh em thử ong nhá. B7 142 cũng rất là nhiều cho anh em thử ong luôn. Về kể cả những chiếc ly công mua được 17 này, thiết kế của nó thì độ bền của nó cực kỳ cao cho anh em thử ong luôn. Đây cho em xem qua. Đầu tiên em sẽ review chi tiết qua những phân khúc giá tầm khoảng 5 triệu anh em thử ong nhá. Đây là con mẫu đốc 17 142 của nó cực kỳ ok cho em thử ong chưa các bác. Và em sẽ đây, em sẽ có so sánh phiên bản này cho em thử ong. Về nói chung thì em Phương sẽ nói qua về tất cả sẽ những sản phẩm ống nhòm Nikon B7 và M7 và phiên bản hai vạch vàng này. Hai vạch vàng này sẽ được bảo hành 2 năm anh em nhá. Khi anh em nhận được hàng thì sẽ gồm đầy đủ các giấy tờ bảo hành tại shop Hoàng Phương các nhé. Em là chủ cửa hàng, em sẽ ký tên cho anh em bảo hành 2 năm với sản phẩm Nikon và EK. Và riêng con sản phẩm ZX con quét HD anh em này, con quét HD 142 trên em Phương đã công khai giá hợp lý cho anh em và bảo hành 5 năm. Công khai giá chiếc này thì tầm khoảng nó rơi tầm khoảng em để công khai luôn các bác nhá, tầm khoảng 24 triệu anh em ạ. 24 triệu sẽ được bảo hành 5 năm. Bao ship tận nhà 142 con này ZX con quét HD 142. Con này thì có nói là phụ của nó cực kỳ ok rồi. Em giới thiệu qua hai sản phẩm với công khai giá luôn, hai chiếc sản phẩm ống nhòm Nikon B7 142 đầy đủ vài cái thân ống nhòm, thân là thân hợp kim carbonate cho anh em, thiết kế 142 chỉ 7 độ waterproof, giá cam kết nhất thị trường cho anh em. Nikon Bostar B7 142 kính ED của Nikon sẽ được là mức giá công khai, mức giá là 5 triệu đồng anh em nhá, 5 triệu đồng. Bao ship bảo hành 2 năm cho anh em. Em Phương sẽ tặng một cái món quà nữa cho anh em là tặng về bộ mắt đợi anh em nhá. Anh em nào đặt hàng chiếc này thì gọi cho em Phương bảo là anh em bảo là tặng cho anh một bộ mắt đợi anh em thử ong nhá, mắt đợi và khăn nâu cho anh em, tặng mắt đợi và khăn nâu cho anh em. Nikon Bostar B7 142 5 triệu đồng bao ship bảo hành 2 năm cho em thử ong nhá. Chuyện của nó cực kỳ xa, chỉ là 7 độ cho anh em thử ong. Tiếp theo là một phiên bản EK cao cấp và hai vạch vàng. Hai vàng thì phụ kiện của nó thì gồm đủ các túi đựng của dây đeo, túi đựng này dây đeo và dây đeo ống nhòm, và sẽ có quyển và một cái khăn nâu của EK, một quyển sổ bảo hành của EK hướng dẫn EK như anh em nhá. Đây hàng vàng thì em về hàng cũng rất là nhiều cho anh em thử ong. Đây cho em xem qua. Đây những chiếc hàng vàng hàng mới 100%. Một chiếc hai chiếc hàng mới em nhá, một chiếc hàng mới 100% tại hàng vàng tại trong thùng ra. Khi anh em gửi em gửi hàng đi cho anh em, hàng em sẽ kiểm tra test hàng ok hết em gửi đi cho anh em bác nhá. Sẽ kiểm tra sản phẩm không có lỗi nầm gì, phải hàng nét ok em mới dám gửi đi cho anh em thử ong. Anh em nhận hàng kiểm tra test hàng, kiểm tra sản phẩm ưng ý sản phẩm hàng mới, anh em thanh toán bạn shipper cho em Phương các bác nhá. Phiên bản hai vạch cam, kính là kính ED đỏ cho anh em này, ED cao cấp đỏ, trường nhìn là 340 feet 142. Con này thì đầy đủ mã vạch ở thân ống nhòm cho anh em thử ong, thân là thân hợp kim, sẽ có hai vạch vàng cho anh em thử ong các bác nhá. Mức giá hợp lý cho anh em thử ong luôn. Con này thì anh em thử ong là đặt hàng chiếc này thì em để công khai giá luôn cho anh em thử ong. Giá chiếc này để cho anh em là mức giá là 5.500.000 đồng anh em nhá. 5.500.000 bao ship bảo hành 2 năm cho ong, ship cố tận nhà, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương. Như bản cao cấp này thì sẽ có 3 cái nấc anh em này. Anh em nhìn thử ong anh em vẫn có mắt nên anh em săn ong cực kỳ nét cho em thử ong các bác nhá. Phiên bản này là 142, 5.500.000 các bác nhá. Tiếp theo một cái mã hàng Nikon Molok 17, em cũng về rất là nhiều anh em này. Phiên bản Molok 17 thì phụ kiện của nó sẽ gồm một cái túi đựng của Nikon đầy đủ cho anh em thử ong, và sẽ có một cái dây đeo Nikon, dây đeo bản to cực kỳ con Nikon luôn. Và sẽ có các thông số giấy tờ, em sẽ mở cho anh em xem qua, và các giấy tờ thông số của bên Nhật từ bên Nikon gửi về cho em các bác nhá. Chính hãng 100%. Các thông số và giấy tờ của Nikon anh em này, đầy đủ mã quét cho anh em luôn. Nikon đầy đủ ok, và các quyển sổ bảo hành Nikon từ bên hãng gửi về cho em, giấy của Nikon anh em này, để các giấy tờ cho anh em luôn. Những chiếc Nikon hàng mới thì em cũng cam kết là rẻ nhất thị trường cho anh em. Em Vương công khai giá chiếc này luôn, anh em nào mà gọi cho em thiện chí nhất anh em nhá. Em sẽ tại vì em vừa nhập về được 30 chiếc, tại vì là giá cả lô này về rất là rẻ cho anh em luôn. Em vẫn chưa kiểm tra lại giá nhập được. Anh em nào cần đặt hàng chiếc này Nikon Molok 17 thì giá tầm khoảng 11 triệu, hơn 11 triệu một xíu được các bác nhá. Tầm nó quay tầm 11 triệu thôi. Anh em nào cần đặt hàng chiếc này thì sẽ được bảo hành 2 năm, 142 waterproof kính ED, phong và 9 độ anh em này. Đầy đủ các cái thân ống nhòm cho anh em luôn các bác nhá. Và các thông số này thì sẽ rất là anh em là kiểm tra hàng thì anh em mà cần check hàng kỹ càng hơn các bác thì yên tâm chứ các bác ạ. Tại vì là
cắt mã số vạch của ống nhòm anh em này, em sẽ cho em xem qua. Đây ví dụ cái mã số vạch của con ống nhòm Monoc 17 này là mã số là 4022769 thì nó sẽ trùng anh em nhá. Nó sẽ trùng với cái mã vạch ở thân, mã quét ở hộp anh em này, mã quạch là 4022769 anh em này. 407 đây, 4 là 402 anh em nhá. Đây cho anh em 4022769. 4 này, anh em cho em xem qua 4022769. Những con Ninh con Monoc 17 em về hàng được 10 được 30 chiếc thì hàng hóa rất là nhiều. Đây một cái thùng hàng em vừa về. Anh em nhận được hàng thì anh em sẽ kiểm tra hàng ok hết gửi cho anh em các bác nhá. Mức giá hữu lý cho anh em Monoc 17 rồi. Riêng số Hoàng Phương thì sẽ gồm đầy đủ các chế độ bảo hành. Em là chủ cửa hàng em sẽ ký tên cho anh em. Yên tâm đầy đủ các bảo hành. Em sẽ gửi kèm cho anh em các bác nhá. Chiếc này tổng cộng nó là 11 triệu một độ xíu thôi anh em nhá. Anh em nào cần làm chiếc 17 này cứ gọi cho em Phương sẽ vô tận nhà. Những chiếc 17 này thì vì là nó độ sắc nét của nó cực kỳ cao, anh em tự ong thì săn ong thì cực kỳ nét rồi. Các bác yên tâm chưa các bác. 142 con này thì thiết kế của nó thì chống được 100%. Kính của nó kính cực kỳ sắc nét cho anh em tự ong luôn anh em nhá. Phải nói là cực kỳ cao cấp luôn các bác ạ. Các bác nào đặt hàng chiếc này thì cứ gọi cho em Phương các bác nhá. 17 em về rất là nhiều hàng các bác ạ. Tiếp theo là một chiếc dây con quét HD 142. Đây là về cái phụ kiện túi đựng của nó, chống sốc của nó cực kỳ cao rồi. Túi đựng của nó anh em khỏi bàn luôn. Anh em nào mà thực sự muốn chơi những chiếc dây con quét HD này thì anh em nào gọi cho em Phương tư vấn kỹ càng hơn các bác nhá. Những chiếc em để cho em quanh tầm khoảng 24 triệu của nó cực kỳ ok các bác nhá. Dây con quét HD 142 made in Germany, sản xuất tại Đức. Đầy đủ mã vạch cả thân ống nhòm cho anh em ở giữa anh em này, 5418041 này, 40 anh em này. Đầy đủ các anh em nhá. Các thông số sẽ trùng với cái mã số vạch cẩn thận con quét HD luôn cho anh em tự ông yên tâm. 5418041 à 040 anh em nhá. 040 anh em tự ông này. 5418040. Trùng hết cho anh em luôn. Mức giá nó ngay tầm khoảng 24 triệu giấy con quét HD. Anh em thực sự muốn đặt chiếc này thì anh em cứ gọi cho em Phương tư vấn các bác nhá, hoặc lên đời em sẽ hỗ trợ lên đời cho anh em. Giấy con quét HD. Đây là tất cả sản phẩm em Phương có vừa về hàng rồi. Anh em nào cần đặt hàng trước nào thì anh em cứ gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhá. Hàng hóa thì luôn cập nhật về số lượng hàng về nhiều luôn nhất cho anh em luôn. Anh em đặt hàng thì gọi cho em số hotline trên góc trái màn hình các bác nhá. Nikon Monoc 17 B7 thì hàng hóa về rất là nhiều hàng cho anh em thử ong luôn. Anh em đặt hàng thì cứ gọi qua hotline Zalo cho em Phương. Em Phương sẽ gửi hàng cho anh em thử ong. Hàng hóa thì cũng về rất là nhiều. Anh em không phải sợ no hết hàng hay như thế nào đâu các bác nhá. Hàng hóa thì em luôn sẵn hàng và cập nô bến hàng về nhất sớm nhất cho anh em thử ong luôn. Các bác thử ong yên tâm chưa các bác? Đặt hàng thì gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhé. Giấy con quét HD và 142 về rất là nhiều cho anh em thử ong luôn các bác nhé. Cảm ơn anh em xem video của mình. Xin cảm ơn anh em.